Hy vọng vừa rồi là quý vị tìm hiểu thêm cái thủ tục trục xuất cho khi mà cơ quan của Bộ Nội an gặp cái tình trạng một người ở đây bất hợp pháp, cho dù là vào đây bất hợp pháp hoặc là ở đây quá hạn. Thì bây giờ cái bước kế tiếp thì cho quý vị hiểu biết cái hoàn cảnh bây giờ là như thế nào. Là bây giờ chúng ta có hơn 11.5 triệu người ở đây bất hợp pháp, nhưng mà ngược lại căn cứ vào cái con số thống kê của Bộ Nội an của năm 2013, thì Bộ Nội an năm 2013 cho biết rằng là trong nước Hoa Kỳ người ta chỉ có trục xuất được khoảng trên 133.000 người ở đây bất hợp pháp mà thôi. Và tại biên giới, cho dù là ở Nam biên giới Hoa Kỳ hoặc là Bắc biên giới Hoa Kỳ, hoặc là tại phi trường, hoặc là tại những cái cửa khẩu ở những cái chỗ tàu bay, thì người ta cấm hoặc người ta đuổi ra gần tới 250.000 người lận. Cho nên tổng cộng cái con số thống kê của cơ quan Bộ Nội an của năm 2013 thì cái thủ tục cấm hoặc cái thủ tục trục xuất là gần tới 368.000 người. Trong cái 368.000 người thì đa số quý vị cũng biết rồi, là đa số những người từ Mexico tới đây, đó là 240.000 người từ Mexico, khoảng 47 cho tới 48.000 người từ nước Guatemala là Trung Mỹ, 37.000 người là nước Honduras là cũng là Trung Mỹ, và khoảng 21.600 là từ El Salvador. Cho nên đa số cái con số mà người ta cấm vào hoặc người ta đuổi đi, thì trở lại cái vấn đề mà con số ở đây bất hợp pháp, đó là đa số ở Mexico hoặc là những cái nước gọi là nước Latin, giống như Guatemala, Honduras và El Salvador. Ba nước đó là nước Latin ở bên Trung Mỹ hết. Đó, thì bây giờ có một cái con số nữa, là cái con số này rất là quan trọng, là cách đây khoảng vài năm khi cái kinh tế của nước Hoa Kỳ bắt đầu xuống á, thì người ta thấy cái con số vào đây bất hợp pháp lại bị giảm đi. Đó, và đồng thời người ta lại thấy cái con số của người vào đây mà vào đây từ Á Đông, từ Asia, thì lại nhiều hơn là cái con số của người Latino. Đó, cho nên cách đây vài năm là lần đầu tiên người ta thấy cái trend, là thấy cái sự thay đổi, là cái con số người vào đây là nhiều nhất là từ nước Á Đông. Thì chúng ta nói từ nước nào thì nước Á Đông gồm có Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Triều Tiên, Philippines, Việt Nam và Nhật. Đó, thì cách đây khoảng vài năm, cái con số mà vào nước Hoa Kỳ nhiều nhất là từ Á Đông, chứ không phải nhất thiết là từ bên Latin nữa. Đó, Latin country nữa, nước Latin hoặc nước Mexico. Đó, thì người ta, cái trung tâm này cũng cho biết rằng là hiện tại bây giờ 10 người đi du học đi thì 6 người là từ nước Á Đông. Đó, nghĩa là 60% của các hồ sơ du học trong nước Hoa Kỳ là từ Á Đông qua. Đó, rồi người ta estimate là khoảng cho tới năm 2050 thì trong 10 người cư ngụ ở đây thì một người là từ Á Đông tới. Đó, cho nên người ta estimate là tới năm 2050 thì khoảng 10% là người cư ngụ ở đây là người Á Đông. Đó, cho nên chúng ta thấy là càng ngày cái con nước, cái con số mà đại diện cho cái nước cư ngụ trong nước Hoa Kỳ, cho dù là đúng luật pháp hoặc là trái luật pháp, là bây giờ là nhiều là Á Đông. Đó, thì bây giờ cho một số chi tiết nữa, là cái người từ Á Đông tới, cái background của người ta, cái lý lịch của người ta như thế nào, và cái khác biệt với những cái nước khác là như thế nào. Thì người ta căn cứ vào cái gì? Người ta căn cứ vào cái vấn đề sự giáo dục nè, công ăn việc làm hoặc là thất nghiệp, về cái poverty là cái sự giàu có hoặc là nghèo trong cái tình trạng này. Đó, và bây giờ thì người ta cho biết rằng á, là hiện tại bây giờ cái con số mà ở đây dưới cái mức nghèo á, ở trong nước Hoa Kỳ á, là khoảng 12.8%. Đó, nhưng mà cái người Á Đông định cư tới đây hoặc là tới nước Hoa Kỳ đó, mà con rơi vào cái con số mức nghèo của quốc gia Hoa Kỳ đó, là dưới cái con số 12.8 là khoảng 11.9. Và riêng biệt Đại Hàn, Việt Nam và Trung Quốc thì con số nó lại hơn một tí, đó là 14%. Lý do tại sao? Tại đây là những người mới định cư. Đó,
Và về cái vấn đề gọi là về vấn đề thất nghiệp đó, thì hiện tại bây giờ mình nói cái con số thất nghiệp ở trong nước Hoa Kỳ là khoảng 7.4% đi, hoặc là có thể ít hơn nếu mà trong tiểu bang Texas này. Thì cái con số thất nghiệp của Á Đông á, thì nó khoảng 6% hoặc là ít hơn. Về cái vấn đề mà có bằng đại học, hiện tại bây giờ trong nước Hoa Kỳ khoảng 28% có bằng đại học. Nhưng mà ngược lại đó, cái người Á Đông mà định cư hoặc là vào nước Hoa Kỳ thì người ta có khoảng gần tới 49% là có bằng đại học hết. Trong cái 49%, cái phần trăm cao nhất mà có bằng đại học là từ Ấn Độ khoảng 70%. Nhưng mà riêng cộng đồng của chúng ta, nhớ rằng cộng đồng của chúng ta là một cộng đồng mới thôi, cho nên cái con số mà người có cái bằng cấp đại học đó thì nó khoảng 26%. Đó. Nói tóm lại thì bây giờ chúng ta thấy là cái vấn đề nước Hoa Kỳ, cái dân để vào nước Hoa Kỳ cho giờ đúng luật pháp hoặc là ở đây bất luật pháp, là con số Á Đông nhiều hơn là con số Latino, con số người từ nước Latin. Đó, cho nên khi mà chúng ta nói về vấn đề di trú, nhất là trong cái chương trình của Tuấn là luật di trú và nhập tịch với Tuấn, thì khi Tuấn nói về cái con số người hoặc là cái tình trạng ở đây bất hợp pháp, thì Tuấn nói tất cả cái tình trạng hết là tình trạng cho dù vào đây bất hợp pháp giống như bên mẹ tị cơ, hoặc là ở đây quá hạn cũng là bất hợp pháp. Thì khi mà mình nói cái quyền của người ta, giả sử có quyền xin thẻ xanh hay không, thì mình cần phân biệt cái tình trạng ra là cái tình trạng vào đây có sự kiểm tra hoặc là không vào đây có sự kiểm tra giống như người mẹ vào đây bất hợp pháp, hoặc là cái sự vào đây có sự kiểm tra giống như là du lịch và ở lại. Thì cái mặt luật liên quan tới mặt luật di trú để cho người ta hợp thức hóa ở đây, nghĩa là chính thức có quyền ở đây, nó khác đi, nó khác rất là nhiều. Cho nên đây là một cái chương trình để Tuấn gửi tới cho quý vị, để cho quý vị tìm hiểu thêm về cái vấn đề ở đây bất hợp pháp và cái tình trạng nó như thế nào cho hơn 11.5 triệu người ở đây bất hợp pháp. Và đây là một cái vấn đề mà nó là cái sự rất là khó để giải quyết, và đây cũng là cái vấn đề mà trở ngại để có cái sự thay đổi hoàn toàn trên cái mặt luật di trú. Cho nên khi mà những cái chương trình sau này chúng ta nói cái vấn đề ở quá hạn hoặc là vào đây bất hợp pháp, thì chúng ta hiểu rằng trên cái mặt luật di trú cái quyền của người ta hợp thức hóa thì nó rất là khác đi. Đó. Kế tiếp thì Tuấn có cái visa bulletin của tháng tới cho quý vị, và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái visa bulletin. Kính thưa quý khán thính giả, sau đây là Visa Bulletin cho tháng 2 của 2014. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Trung tâm Visa đang giải quyết hồ sơ có ngày 1 tháng 1 2007. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ ngày 8 tháng 9 2013. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ có ngày 8 tháng 7 2006. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ có ngày 15 tháng 5 2003. Và diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em, đang giải quyết hồ sơ có ngày 22 tháng 10 2001. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 2, 2014. Vừa rồi là cái Visa Bulletin để cho quý vị biết cái thời gian giải quyết hồ sơ cho thân nhân quý vị có thể phỏng vấn ở bên Việt Nam là khi nào, hoặc là nếu mà thân nhân quý vị ở trong nước Hoa Kỳ khi nào có thể nộp đơn xin thẻ xanh nếu mà đủ điều kiện. Đủ điều kiện hay không, trở lại cái vấn đề đề tài ngày hôm nay, đó là vấn đề ở đây đúng theo thời hạn hoặc là đúng đúng theo luật pháp hay không. Quý vị có thể theo dõi cái visa bulletin hàng tuần qua chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư của Đài Tuấn, hoặc là quý vị có thể theo dõi cái visa bulletin qua cuốn báo Việt Life, là một cuốn báo được ân hành mỗi tháng một lần qua cái phụ trách của đài truyền hình Việt TV và Việt Face. Quý vị có thể liên lạc với những cái chủ cơ sở bảo trợ cho chương trình để xin những cuốn báo này. Nói tới cái visa bulletin thì quý vị theo dõi cái visa bulletin, quý vị thấy là cái ưu tiên F2A, đó là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi và độc thân, thì được đứng yên vào ngày 8 tháng 9 năm 2013. Theo Tuấn biết và theo cái cuộc họp giữa luật sư đoàn di trú và văn phòng Bộ Ngoại giao, thì người ta cho biết rằng
F2R sẽ tiếp tục đứng yên như vậy cho tới cuối năm tài chính của năm 2013 và năm 2014, và sẽ bắt đầu có lại của năm 2014 cho tới năm 2015, thì nói tóm lại sẽ có lại khoảng tháng 10 năm 2014. Riêng biệt cho mẹ tê cơ, F2R sẽ có thể hết con số cho những cái người quốc gia mẹ tê cơ. Thì cũng trở lại cái vấn đề đề tài ngày hôm nay, là khi mình nói người ta vào đây bất hợp pháp thì nó thường thường có hai cái lý do. Lý do chính là cái vấn đề kinh tế, cái lý do thứ nhì là cái vấn đề gia đình. Cho nên khi mà quý vị thấy cái visa bulletin, Tuấn chỉ có trình bày cho quý vị cái visa bulletin của quốc gia Việt Nam hoặc là những quốc gia khác thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy cái visa bulletin của riêng biệt quốc gia mẹ Tây Cơ, thì quý vị sẽ thấy rằng là cái thời gian đợi chờ nó rất là lâu. Đó. Đây không phải mẹ Tây Cơ không, mà cũng có thể Philippines. Cho một cái thí dụ đi, giả sử hồ sơ anh chị em ở Việt Nam thì thời gian chờ đợi nó trên 12 năm. Nhưng mà hồ sơ anh chị em ở bên Philippines nó gần tới 35 cho tới 40 năm lận. Đó là thời gian đợi chờ lâu như vậy. Còn bên mẹ Tây Cơ, nếu mà quý vị bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi và quý vị có quốc tịch, thì cái hồ sơ nó khoảng 22 cho tới 25 năm lận. Đó. Còn nếu mà ở Việt Nam thì cái thời gian nó khoảng 7 năm mà thôi. Nói tóm lại đó, thì hiện tại bây giờ đó, cái hệ thống di trú của hiện tại của chúng ta nó không có gọi là effective, nó không có thông dụng giống như hồi xưa. Và bây giờ chúng ta cộng thêm có hoàn cảnh là có một số người rất là lớn ở đây bất hợp pháp, thì khi mà có những cái sự đề nghị để cải chính lại cái mặt luật di trú, mà cải chính lại hoàn toàn cái mặt luật di trú, thì chúng ta gặp cái vấn đề khó khăn để như thế nào để giải quyết cái hệ thống, và đồng thời giải quyết cho hơn 11 triệu người ở đây bất hợp pháp. Hy vọng có những cái đạo luật sau này, và khi có thì Tuấn sẽ thông báo và trình bày chi tiết cho quý vị trong chương trình luật di trú và nhập tịch. Tới đây xin chấm dứt chương trình và nhắc nhở rằng chương trình sẽ trở lại tuần sau và sẽ trực tiếp trở lại tuần sau, cho nên quý vị có thể gọi vào. Và nếu quý vị muốn coi lại cái chương trình này thì chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV, 10 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face. Tới đây xin chấm dứt chương trình và rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chúc quý vị một buổi tối và một tuần rất là an lành, và xin kính chào.